Bí ẩn hồn ma sống vùng Benin. Daily Mail mới đây chia sẻ loạt ảnh thú vị nói về những hồn ma sống vốn được người tộc Yoruba sống ở Benin, tin là linh hồn của tổ tiên họ. Những hồn ma sống nói trên được gọi là Egungun. Theo quan niệm, nếu một người đụng trúng Egungun, họ sẽ chết và hồn ma này cũng vậy. Egungun được người tộc Yoruba tin là linh hồn của những người đã khuất trở lại nhân gian để khuyên bảo người còn sống. Do đó, Egungun thường được dân làng mời đến để giải quyết mâu thuẫn hay làm công việc tư vấn trong trang phục phủ kín. Egungun thường nói giọng cao và dân làng không hiểu được ngôn ngữ của họ. Egungun luôn có những người đánh trống đi theo. Thông qua những điệu nhảy và giai điệu trống, Egungun được dân làng tin là cầu nối giữa họ và tổ tiên.